nào mẹ ơi quay lại đây. Xin chào. Có cái gì đấy không? Bãi đỗ xe. Đang ăn 7 cây nữa tôi cho. Xin chào con cái. Xin chào mọi người nha. Không biết like đâu, còn không biết ấn ở đâu. Tự like cái gì? Đây này, đang ngắm cảnh cái này. Đây này, mấy tí đứng đây mà chụp với cái kia kìa. Tí đứng ở đây chụp với kia cũng đẹp mà chồng ơi. Tí đứng ở đây chụp với kia. Đây là con rẻ. Đang trên sóng trực tiếp mà nói nước như thế. Phải nói nước nước là đẹp, nước xanh, nói thế. Ông nội. Hả? Đây, bà đang quay. Đẹp không không? Đẹp nhờ. Đẹp nhờ. Không, mình đi, nếu mà mình đi thuyền thì mới mất vé không ạ? Thôi đi thuyền ngày mai đi kia. Mình đi rồi, vòng quanh một tí, mất trăm bạc. Xin chào. Đây là phố á. Kiên vào rồi. Đây là phố cổ Hoa Lư. Thắp hương chưa? Cái này thắp người đây. Cây cây mọc ung tùm hết. Cây này làm sao người ta dám chặt đi? Người ta phải để như thế. Quá cây tùm. Giá ừ. Chứ không phải là tưởng cái thân chứ không phải là... Con thấy bà ngoại gọi mẹ. Bà ngoại gọi Zalo còn hai cuộc này. Thế á? Tí nữa gọi lại. Thế á? Chắc đang ngồi Facebook. Chắc là đang thấy Facebook đang phát trực tiếp. Bà cứ gọi tắt tắt đi. Hả? Tí nữa gọi lại cho bà. Đây đá không ạ? Đá. Đấy, nhà của nhà sàn đẹp chưa? Rất là đẹp. Nhìn đường nhá, ngoại rơi xuống kia đấy. Ở đằng này nữa mà, đây cũng có thôi. Dạ. Thank you.
đây mới đi đằng sau. Đường này, ở đây cũng có đường mà. Mặc đẹp mà không chụp ảnh à mẹ, tí nữa mẹ mới chụp. Thế ơi, con gái mẹ hỏi này. Đấy, mẹ cầm mẹ trả lời nó đi. Đó, che tay nó, đừng đừng giơ tay vào cam, phải giơ cao lên như này. Đấy, như thế là mình nhìn hơi đẹp. Mặc đẹp mà không chụp ảnh à mẹ. Tí nữa mới chụp. Cổ à? Nước tại không bỏ của đấy mình không à? Nhưng mà cái nước đây con này, chụp cái này này. Phố cổ Hoa Lư. Hoa Lư phố cổ. Bé thì không sao không đi phố cổ nữa nhá. Dạ nhá. Thế thì là không thôi nhá, đi chơi nhá. Rồi, hãy ra nhá. Có cái cầu ra ấy kia đấy. Hả? Tí ra đấy. Tí ra đấy chụp kiểu này. Như cái đây nó lại vướng cái đứng đây thôi. Mình đứng ở bên kia, đứng ở chỗ cổng vào ấy, nhìn rõ lắm. Đấy, chụp cái cho, chụp đi. Ngọc Huyền, đi chơi với mẹ không? Phố cổ Hoa Lư. Phố cổ Hoa Lư. Đi con ơi. Gái ơi, gái đi phố cổ Hội An với mẹ không? Mẹ đang ở phố cổ Hội An. Đẹp không? Đi chơi không? Phương Nam ơi. Thank you.
Kiều Anh đi chơi mẹ không Kiều Anh ơi? Lên đây con gái. Ừ, hôm qua mẹ đi Hồ Gươm mà mẹ quên mẹ không gọi gái lên. Hôm qua Hạnh không được đi đâm mẹ chẳng nghĩ gì đến hai con gái của mẹ gì. Mẹ xuống qua Huyền với lại Kiều Anh làm gì biết mẹ xuống đâu. Trưa hôm qua anh chị mới quyết định cho mẹ đi chơi. Huyền đầu này, Huyền đầu này nó phớt lờ hai đứa con này à? Khổ thân. Đầu này nó có tình yêu, tình báo, nó quên hai đứa con gái mẹ. Chiều hôm qua chị ơi, hôm qua em đi chị vui đào ơi, hôm qua em đi chiều hôm qua cháu nó cho em xuống Hà Nội, hôm nay nó mới cho đi, chiều nó mới cho đi sang Tràng An đi Linh Bình. Ơi đèn to ở đâu ta? Rồi mẹ đang ở đâu ấy? Chứ sao? Nhìn tóc mặt con to. Đến đây. Sao mà Thủy bảo mà mẹ đi ấy cơ mà? Anh có cái kia kìa. Nguyễn Ngọc kìa. Ai có tình kìa. Ai có tình kìa. Đi xây mộ thôi. Con gái mẹ. Chiều nay gọi điện cho mẹ cháu xong. Ba đứa con gái mẹ có một đứa có tình yêu tình báo, mẹ không biết đứa nào có thì đứa nhận.
nhìn tôi leo đi mua mì à? Đây là dòng sông của phố cổ Hoa Lư. Khổ thân. Nên là cho hai đứa mẹ, hai đứa con gái mẹ coi như là không có tình yêu tình báo gì đâu mà nó cho ra rìa mất rẻ. Khổ thân nhỉ. Cố kiếm lên một anh con ạ. Cho đỡ tủi thân. Dòng sông phố cổ Hoa Lư. Tháp rất là đẹp luôn. Con xem có cái anh chàng nào sứt môi lồi rốn ấy, con gả cho Hạnh. Tháp chùa phố cổ Hoa Lư. Xem ba đứa con gái xem đứa nào được, có anh nào rước trước. Dòng sông phố cổ Hoa Lư. Đi cũng nhảy xuống tắm à? Đâu rồi chụp cái mẹ kìa. Chùa kia gọi là chùa ba chi? Cháu gái bác ế rồi còn đắt cái lỗi gì. Bằng bác không? Bằng bác Phạm Thủy không? Còn đuổi theo bác Phạm Thủy dài dài. Bây giờ hai đứa con nó lôi em đi đâu thì em đi đấy. Đây là dòng sông phố cổ Hoa Lư. Thank you.
Đấy, cháu bác đang bảo em thế đấy. Bây giờ còn đi được, nó cho đi không may kia để đầu gối không lê được, nó liệu không đi được. Đẹp lắm chị ạ, đêm đẹp lắm. Tháp chùa này đẹp lắm. Ở giữa dòng sông luôn. Anh không được đi trong cái áo, mẹ anh cái áo, nó quá buồn con gái nhỉ. Hát trực tiếp cho anh Thanh ở nhà kèo. Quay về đằng kia người ta nhìn tí, mẹ quay lại để người ta nhìn như kia người ta chán. Mẹ nhìn máy ảnh về con đấy. Rõ là cháu lùi ra sau được không? Hay là xa quá rồi? Sáng được không? Cho ra cả nhà khóc với Hồng Hạnh ạ. Đây chào nốt đây.
Quá tiếc đi chứ. Tiếc quá ấy chứ. Vì không được đi. Tháp chùa trong đẹp lắm. Ở nhà. Đẹp lắm cơ. Ba bức tượng to cực kỳ mới mát. Ba bức tượng kia cực kỳ mới mát. Tượng to lắm. Tháp đẹp cực kỳ luôn. Cho ông bỏng nước ra cho nó đẹp chứ. Hói thì càng đẹp. Ví dụ ôi trời ơi, những người hói là những người là thôi, không được. Nó hói.